一下。Em tên gì hả? Dạ, em tên Phạm Gia Huy. Phạm Gia Huy hả? Dạ. Em đi lấy bộ này được mấy lần em ha? Dạ, hồi đó em làm bên gà sẽ 3 hay. Hai lần.
Tây Dạ. phố Nam cả hết nổi lòng đi nó hơi già thầy tưởng tượng là lấy mộng trong giá lắm anh Tân bao nhiêu tuổi này hả? Dạ, 15. Nãy là hay tiện đi qua hả? Dạ, anh tự đi qua. Ừ. Ai chỉ đi đi qua là hay tự tìm hiểu em. Dạ, mẹ cứ thôi. Dạ, chỉ nè. Thắng anh tí nha. Mình sợ mấy bộ phim đó. Ừ. Cái máy này nãy giờ nằm cũng dễ chịu mà đúng không? Bộ phim đó.